một showroom xe đã qua sử dụng đang chào bán một chiếc Mitsubishi Spander Cross sản xuất năm 2021 với mức giá khoảng 500 triệu. Theo thông tin được người bán đưa ra, chiếc Spander Cross này có ngoại thất màu bạc và nội thất màu đen. Xe đăng ký lần đầu vào năm 2022 tức mới lăn bánh được 2 năm và có chỉ số lăn bánh là 32.000 km. Được biết, ở thời điểm mua mới xe có giá niêm yết là 670 triệu. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh có thể khiến tổng chi phí mua mới lên tới hơn 700 triệu. Như vậy, sau 2 năm sử dụng, giá trị của chiếc xe đã bị khấu hao đáng kể. Mặc dù vậy, chiếc Standard Cross này vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ đa dụng và không ngại sử dụng xe cũ. Mitsubishi Standard Cross 2021 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal. Đầu xe nổi bật với giải đèn LED ban ngày và đèn pha full LED, đảm bảo tầm nhìn xuất sắc vào ban đêm. Cản trước tích hợp đèn sương mù LED, cùng mặt ca lăng màu mạ chrome sáng bóng và ốp cản được hầm hố, những trang bị ngoại thất đáng chú ý khác có mâm xe 17 in hai tông màu, cụm đèn hậu LED dạng chữ L, anten dạng vây cá. Bên trong cabin, Mitsubishi Spander Cross 2021 sở hữu một không gian nội thất rộng rãi, và thoải mái theo triết lý thiết kế Omotenashi các chi tiết hay các nút bấm đều hướng. Về người dùng, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 7 in, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay, điều hòa hai vùng. Spander Cross 2021 có cấu hình 7 chỗ với 3 hàng ghế, rất phù hợp cho các gia đình. Hàng ghế thứ hai có thể gập linh hoạt theo tỷ lệ 60-40, trong khi hàng ghế thứ ba gập phẳng theo tỷ lệ 50-50, tối ưu hóa không gian chuyên chở hàng hóa khi cần thiết. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 104 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Về an toàn, Spander Cross 2021 sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo phanh khẩn cấp và cơ cấu căng đai tự động.